Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục vác số vốn là 40k anh em nhá. Hôm nay thử thách chơi vốn nhỏ xem sao. Đấy, để xem hôm nay vốn 40k của mình thì mình sẽ bắt con quay thú lên được bao nhiêu anh em nhá. Đấy, nhưng mà trước khi vào quay thú vốn nhỏ thì mình sẽ phải lật poker trên dưới đó anh em nhá. Đấy, mình phải lật poker trên dưới lên vài lít đấy anh em, lên dăm 7 lít gì rồi mình mới qua quay thú anh em nhá. Chứ bây giờ cầm 40k vào quay thú thì thôi anh em ạ, xong sèng luôn. Rồi thì để xem hôm nay vốn 40k của mình lên bao nhiêu với con poker trên dưới và quay thú anh em. Thì mời anh em đón xem với mình đến cuối clip để xem như thế nào anh em nhá, lên được bao nhiêu anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lật này. Rồi 300 mấy này, 350 này, 365 này, 379 này, nhận luôn anh em, lên gần 5 lít rồi anh em nhá. 40k lật trong vòng mấy chục giây lên 5 lít rồi. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm con iWin thì link trong mô tả nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào quay thú này. Anh em tại về chỉ cần liên kết xong gửi ID qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả nhá. Mình sẽ tặng code cho anh em. Đấy, mình sẽ tặng code cho anh em, với lại đặc biệt nữa là mình sẽ dành ra cho anh em 10 slot nhanh nhất nhá. Cứ tối livestream là mình livestream ok ăn anh em nhá. Mình livestream con iWin này vào buổi tối 8 giờ tối ở bên kênh Đình Lâm Gaming anh em nhá. Đấy, những ai xem livestream của mình là mình sẽ khuyến mãi cho. Đấy, trong một trong ba con game. Đấy, mình có chơi iWin, aWin với lại Kufun. Đấy, anh em nào mà tải thì mình sẽ nạp cho anh em mỗi người một slot nhá. Mình sẽ nạp cho anh em luôn. Đấy, nạp xong rồi cho thêm code nữa anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt con chim nhá. Đấy, còn trên cái video này mình sẽ cho 10 anh em nhanh nhất. Đấy, 10 anh em nhanh nhất tại game iWin, aWin hay là Kufun đều được hết. Đấy, tại xong inbox ngay qua cho mình, mình sẽ nạp cho anh em mỗi người một slot nhá. Ok, uy tín cho anh em. Đấy, còn mình vẫn đưa anh em về bờ như hàng ngày nhá. Đấy, mỗi ngày thì mình đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ. Đấy, anh em nào mà đang khó khăn rồi đang xa đảo xa bờ thì cứ inbox ngay qua Zalo cho mình, mình sẽ giúp anh em nhá, giúp miễn phí cho anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tiếp con chim nữa này. Đấy, mình đưa anh em về bờ thì mình chỉ chơi mỗi con lật poker trên dưới với lại xích bo thôi. Đấy, hôm qua chơi livestream cũng ăn được mấy chục, 40 triệu. Đấy, hôm trước cũng ăn được hơn trăm. Đấy, hai hôm livestream ăn cả hai, ăn gần 200 củ anh em ạ. Rồi bây giờ đã lên bao nhiêu rồi, 1,8 triệu à. Bây giờ mình sẽ bắt tiếp anh em này, cũng hơi khoai nhỉ. Đấy, nhưng mà hôm nay vốn có 40k cho nên cũng hơi khó gặp xíu anh em ạ. Anh em đang xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với em nhá. Đấy, với anh em nào mà có yêu cầu gì, thắc mắc gì, cần mình bắt cầu như thế nào, chơi con gì thì comment bên dưới cho mình nhá. Đấy, mình sẽ đọc với lại trả lời cho anh em. Đấy, mình sẽ thực hiện theo những yêu cầu của tất cả anh em nhá. Rồi, ăn bồ câu trắng 610k này, được bao nhiêu? 4,7 triệu anh em nhá. 4,7 triệu rồi. Bây giờ vừa ăn phát to rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào lại phát nữa anh em này. Rồi bây giờ nên đánh kiểu gì đây anh em? Đánh gì đây? Vừa ra én anh em ạ. Vừa ra con én nhá. Vừa ra con én. Mỗi hôm thì mình chỉ đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ thôi. Đấy, nhiều khi anh em nhắn tin nhiều quá, nhiều anh em quá, mỗi ngày chắc tầm khoảng 3-40 anh em nhắn tin cho mình bảo đưa về bờ. Nhưng mà không phải là hôm nào mình cũng được hết đâu anh em ạ. Mỗi ngày mình chỉ dành ra tầm 1-2 tiếng để đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ thôi. Đấy, ai khó khăn quá thì mình sẽ giúp trước nhá. Rồi, ăn tiếp. Ăn tiếp 1,6 triệu, ok luôn anh em, 1,6 triệu công nhá. Đấy, vào là phải thế này anh em ạ, vào là phải thế này anh em nè. 12 cụ luôn anh em, ăn phát 12 cụ luôn kìa. Uy tín chưa? Quá uy tín anh em nhá. Đấy, vốn 40k lên 12 triệu với con quay thú này rồi anh em ạ. Để xem hôm nay lên bao nhiêu nữa anh em nhá. Đấy, anh em nào mà rảnh thì cứ tầm 8 giờ tối vào kênh Đình Lâm Gaming nhá. Đấy, anh em cứ lên YouTube gõ Đình Lâm Gaming thì nó sẽ ra kênh live của mình. Đấy, anh em vào đó xem live hàng ngày nhá. Ui mẹ, thiếu con đại bàng kìa. Nhưng mà có X12 mấy khi mình bắt đâu anh em. Chưa khi nào mình bắt X12 cả, ít lắm. Ít lắm anh em ạ. Rồi, bây giờ thì còn 10 cụ thì mình sẽ tiếp tục bắt nhá anh em. Đấy, anh em chỉ cần biết là chim may thú thôi. Đoán thôi anh em, cứ đoán thôi. Rồi bắt ba con, bỏ con X12, bắt con X6 với hai con X8 là được thôi anh em. Đấy, đủ ăn. Nếu
anh em bắt thế này là tỷ lệ nó trúng cao hơn, tỷ lệ lãi nó cao hơn. Nếu về con 6 thì anh em cũng hòa đấy, nhưng mà vì con đấy x8 hay dạ nè là anh em lãi tầm 70%, còn về x6 anh em là 50-50 đấy, vẫn lãi giống như anh em chơi thú x2 thôi. Rồi lên 15 cụ rồi, không biết hôm nay gắn được lên 20 cụ không anh em ạ. Không biết hôm nay có gắn được lên 20 cụ không này. Để mình xem nào. Đánh làm sao cho lên tròn 20 cụ mà nghỉ anh em nha. Không biết có lên nổi không anh em ạ. Thì anh em nhớ theo dõi hết cuối clip nhá. Để xem mình. Ui toang rồi. Ăn rồi anh em ạ. Ăn mày thế mẹ tượng về cả bọc vàng anh em. Cuối cùng vẫn hút bọc 700. Đấy x6 anh em nhá, 700 x6 nhá. Đấy lên 17 triệu 700 rồi. Đấy không biết lên 20 cụ không anh em ạ. Để xem là hồi hộp quá anh em ơi, hồi hộp quá đi. Đấy anh em nào mà cần về bờ thì cứ inbox ngay qua Zalo cho mình nhá. Inbox sớm thì sẽ được về bờ sớm anh em nhá. Đấy còn trong cái clip này, đấy anh em chỉ cần tại xong rồi inbox qua mình sẽ nạp cho anh em 10 người nhanh nhất 10 slot nạp nhá. Đấy anh em không cần phải nạp tại vì mình nạp cho anh em chơi luôn. Ok chưa, uy tín chưa? Quá uy tín nhá. Rồi anh em ơi, bây giờ còn 15 cụ nữa mới khổ anh em này. Chắc mình chơi tay hai tay gì nữa mình nghỉ thôi anh em nhá. Đấy đến đây là quá muộn rồi. Bây giờ phải mẹ muốn bắt thêm cụ nữa anh em à, muốn bắt thêm cụ nữa này. Nhưng mà thôi sợ chết anh em ạ. À. Sợ toang lắm. Cho mình bắt ăn tay nữa mình nghỉ. Ăn đi, ăn đi. Ô ăn đi, ăn đi. Một cụ x8 vào mồm anh em, một cụ x8 vào mồm, tròn 20 cụ chưa? Tròn 20 cụ chưa? Quái đạn 19 cụ 8, vãi đạn thật sự luôn anh em ạ. À. Thôi 19 cụ 8 mình cũng nghỉ nha, không thì nó hút hết lại bây giờ. Và bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye, hẹp lại anh em nhé.